Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay cái video này mình làm một cái video trả lời cho câu hỏi của một anh bạn hỏi trên YouTube cũng như hỏi trên Zalo. Câu hỏi của anh này hỏi như sau. Thì anh hỏi là cái cục đẩy có hai lỗ dành cho cặp loa, nhưng mà em đấu vào hai cộng vào chung, hai trừ vào chung rồi ghim vào hai lỗ, hay là đấu cộng trừ vào một lỗ, lỗ còn lại đi như nào? Thì anh đây hỏi và minh họa bên Zalo thì anh ta còn hỏi thêm như này. Đây là cái men này, cái men lắc thì nó có lỗ chữ tàu không à, nhưng mà có cái tự ra là anh em xem biết liền. Ngõ đây là ngõ số 2, ngõ đây là ngõ số 1, bên đây là cái giắc tín hiệu thôi. Thì cụ thể là như này đó, hai giắc như này. Thì anh ấy hỏi là bây giờ cắm và câu như nào cho nó đúng và nó phù hợp, và đồng thời giải thích thêm mấy cái chỗ này cho anh ta hiểu. Rồi bây giờ để bắt đầu mình giải thích cái vấn đề này thì mời các anh chị qua cái màn hình máy tính nha, xem bên màn hình máy tính luôn. Bây giờ mình intro phát đã. Rồi bây giờ mình sang bên máy tính để chia sẻ cái vấn đề này. Thì anh hỏi ở đây cái men như này và anh cắm giắc như này, thì cắm ngõ 1 hay ngõ 2 và như thế nào để cho chi tiết. Thì nó để cái đây là cái lỗ giắc số 2, đây là cái lỗ số 1. Mình nhìn đây mình biết nè, phía bên này là cái 2 nè, do cái này là cắm giắc nó che mắt bên dưới, còn phía này chúng ta nhìn như này là lỗ 2, này là số 1 đó. Thì cái số 1 nó nằm ở đây, cái số 2 đây. Thì nếu cái giắc này chúng ta nó ghi như này nè, 1 cộng và 1 trừ, thì trong cái giắc canon á, tức là cái giắc này nè, chúng ta đấu 1 cộng và 1 trừ, nó ra hai dây như này, chúng ta cắm vào cái lỗ đây thì nó là tín hiệu của cái đường số 2, kênh số 2. Còn bên đây chúng ta cắm vào cũng 1 cộng 1 trừ, y chang như một loại rắc như này, 1 cộng 1 trừ, chúng ta cắm sang bên này thì nó là tín hiệu của đường số 1. Khi này là chúng ta dùng độc lập hai giắc y như vậy, là chúng ta đấu chung với nhau là 1 cộng và 1 trừ hết, chúng ta cắm vào hai lỗ này. Nhưng trường hợp chúng ta muốn dùng một rắc 4 pin, tức là cái rắc này nè các anh chị, cái anh này là nếu mà anh muốn dùng rắc này thì anh dùng 4 dây, tức là cái sợi dây loa này nó phải có 4 dây, dây 4 ruột á, thì chúng ta đấu vào 1 cộng 1 trừ và 2 cộng 2 trừ, thì chung cái lỗ rắc này luôn, chung cái lỗ rắc này, lỗ rắc bên này nè, đó, cái mũi tên cái khu vực này nè, nó bao phủ này và nó giống xuống đây, tức là cái lỗ rắc này nó sẽ hoạt động được 4 pin, 1 cộng với 1 trừ là nó chạy kênh số 1 và 2 cộng với 2 trừ là nó chạy kênh số 2, nó thay thế bên này. Lúc này chúng ta không cần cái bên này nữa, chúng ta cắm một sợi dây 4 cái ruột là chúng ta có 4 pin ra cho hai cái loa, tương tự bằng hai cái giắc này đó. Còn cái phía bên này, tức là cái 1 cộng và cái 2 cộng, thì khi đó chúng ta cắm một cái sợi giắc khác hai dây như này thôi, hai pin tức là hai ruột á, nhưng mà chúng ta đấu lại bên trong nó là 1 cộng và 2 cộng, thì khi này nó sẽ chạy đấu cầu Braille. Cái men này á, mình không thấy hết cái men, nhưng mà chắc chắn cái men này nó sẽ có một cái nút gạt để đấu cầu Braille phía bên này, nó chạy cho 1 cộng 2 cộng, là khi này là cái kênh số 1 và số 2 là nó sum với nhau, nó chạy tổng công suất, nó nhân lên rất là nhiều, thì kênh này chúng ta bỏ và bên này cũng không đấu 1 cộng 1 trừ nữa, mà lúc này chúng ta đấu là 1 cộng với 2 cộng, 1 cộng là dây đỏ, dây dương á, và 2 cộng là dây trừ đó. Thì nó chạy cầu Braille, tức là đấu cầu sum hai cái mặt men lại. Đó, đơn giản vậy đó. Một lần nữa mình giải thích lại nè. Nếu chúng ta đánh bình thường thì hai cái giắc và mỗi giắc là hai dây, nó gọi là dây đôi đó. Thì cộng trừ chúng ta đấu y như thế này. Bên ra chúng ta đấu 1 cộng 1 trừ, bên đây cũng 1 cộng 1 trừ, tức là hai cái giắc này y xì nhau. Chúng ta chỉ việc cắm vào đây thôi. Và khi này chú thích cho cái vấn đề này là đây nè, 1 cộng 1 trừ là bằng cái đắc đây, là ao số 2. Đó. 1 cộng 1 trừ bằng cái giắc này, ao số 1. Đó, mà khi chúng ta muốn quánh một dây á, thì chúng ta nhìn bên đây, ao số 2 đây, 2 cộng với 2 trừ nó là ao số 2. Và khi chúng ta muốn đánh đấu cầu Braille thì nó bên này, 1 cộng và 2 cộng. Đó, đơn giản. Mình video mình giải thích
ngắn gọn cho cái vấn đề của anh bạn này hỏi. Nó là ở đây. Video ngắn thôi, nhanh gọn, xạo liền, ăn liền hết rồi. Chúc anh bạn này cùng cộng đồng, cùng các anh chị các bạn sức khỏe nha. Các anh chị các bạn cảm thấy video hay, có ích thì cho mình xin một cái like, đăng ký ủng hộ kênh. Và khi có nhu cầu sản phẩm thì nhớ ghé thăm website amthanhgiarẻ.com để tham khảo ủng hộ Tuấn David nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video chia sẻ trả lời tiếp theo. Bye bye.